Sự hy sinh của Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản, thì ra cậu ở đây tập võ. Tôi tìm cậu nãy giờ. Có chuyện gì mà mới sáng ra cậu đã tới tìm tôi vậy? Nhà vua ngự thuyền ra Bình Thang ở Dũng Trần Xá cho triệu tập các dương hầu và quan lại để bàn phương hướng đánh giặc. Vừa nghe được tin này, tôi phi ngựa tới đây để báo cho cậu hay. Từ lúc nghe tin giặc Nguyên Mông sắp tiến đánh Đại Việt lần hai, không đêm nào ta ngủ ngon giấc, lòng canh cánh mong ước được giết giặc báo thù cho nước nhà. Giờ đây thời cơ đã tới, chúng ta hãy mau tới bến Bình Thang xin cho vua xung trận giết giặc lần này. Bến Bình Thang, tháng 10 năm 1282. Như các khanh đã biết, vua Nguyên cho sứ sang đòi Đại Việt phải cho quân Nguyên mượn đường và cung cấp lương thảo để chinh phạt Chiêm Thành, nhưng thực chất đang âm mưu xâm lược Đại Việt ta lần nữa. Muôn tâu bệ hạ, chúng ta nên chủ động tuyển thêm quân binh, ngày đêm tập trận, sẵn sàng đối đầu với quân Nguyên. Muôn tâu bệ hạ, quân Nguyên có quân đội vô cùng lớn mạnh và tinh nhuệ, đã từng chinh chiến nhiều nơi. Thần chỉ e ý ngại là chúng ta nên chủ hòa hay sao? Đúng vậy, Đại Việt ta nếu đối đầu trực diện với quân Nguyên, có khác nào châu chấu đá voi cơ chứ? Ngài nói vậy, có khác nào bán nước ta cho giặc cơ chứ? Hưng Đạo Dương hãy bình tĩnh. Trẫm biết vào lúc giận nước lâm nguy, lòng người không tránh khỏi hoang mang, lo lắng. Tuy thế giặc mạnh, nhưng không phải là không có cách áp chế được chúng. Thực tế đã chứng minh, qua trận đánh quân Nguyên Mông năm xưa, Đại Việt ta đã giành được chiến thắng vang dội trước chúng. Lần này trẫm quyết định trao quyền tổng chỉ huy quân đội cho Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn, nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư làm phó đô tướng quân. Hãy cho ta vào ý kiến bệ hạ. Không được, nhà vua cùng các tướng lĩnh dương hầu đang bàn chuyện đại sự, những người không phận sự tuyệt đối không thể vào được lúc này. Tại sao bọn ta lại không được vào cơ chứ? Việc đánh giặc là chuyện của toàn dân Đại Việt, đâu phải của riêng ai. Đúng vậy, đất nước lâm nguy, sao bọn ta có thể khoanh tay ngồi một chỗ được chứ? Ngươi hãy vào thưa với bệ hạ cho bọn ta được vào tham gia hợp bàn. Lệnh của vua không được cho phép ai vào, các vị thông cảm, chúng tôi không thể làm trái. Hai vị hãy ra về ạ. Ta là Hoài Văn Hầu, con trai của Trung Thành Dương. Ngươi hãy vào bẩm với hoàng thượng là ta muốn được vào cùng các tướng lĩnh bàn bạc việc nước. Ta nhất định không về đâu. Tôi đương nhiên đã biết quy danh của tướng quân và hai cậu đây, nhưng mà tôi chúng ta nhất định sẽ không về đâu. Vậy để ta vào bẩm báo với hoàng thượng. Muôn tâu bệ hạ, bên ngoài kia có Trần Quốc Toản và Hoài Nhân Dương Trần Quốc Kiệt, xin được vào ý kiến. Muôn tâu bệ hạ, cháu thần còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin bệ hạ bỏ qua cho. Không sao, tuổi còn nhỏ mà đã có ý chí chiến đấu trong giặc ngoại xâm như vậy là khá lắm, nhất định sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Người hãy mang ra ngoài đó báo là trẫm ban cho quả cam này, bảo hai cậu ấy hãy trở về nhà, đợi khi nào đến tuổi bàn việc nước, trẫm sẽ cho vào hợp bàn cung. Tuân lệnh bệ hạ. À, khoan đã. Dạ, bẩm bệ hạ chỉ giáo gì ạ? Nhớ bảo Trần Quốc Toản, cam này là giống cam quý của quần thần dâng lên cho ta. Dặn dò Quốc Toản về chăm chỉ ăn nhiều cam nha, vì ăn cam sẽ chống cao lớn, mà có lớn rồi mới giúp được ta việc quốc gia đại sự. Bệ hạ thật đức cao như núi, người quan tâm đến Quốc Toản như vậy, thằng bé chắc sẽ không bao giờ quên ân đức này. Tình hình thế nào rồi? Đức vua cho chúng ta vào rồi phải không? Làm gì mà sốt sắng vậy? Cứ từ từ, hôm nay hai người quả thật là may mắn nha. Vậy là nhà vua cho phép chúng ta vào diện kiến người phải không? Còn hơn thế nữa, đức vua ban lọc cho hai người hai quả cam quý của quần thần dâng lên đức vua. Quả cam quý của nhà vua có khác, chưa bao giờ tôi được cầm trên tay quả cam do chính hoàng thượng ban tặng. Này, ta xin vào gặp nhà vua để bàn chuyện quốc gia đại sự, đâu phải đến xin cam. Ồ hay, thế quả ra ngài chê quả cam của đức vua ban tặng sao? Tôi sao dám chê quà của thánh thượng ban tặng, nhưng tôi đến đây không phải vì quả cam này. Kìa Trần Quốc Toản, đây là triều đình, quả cam này là của đức vua ban tặng, được ban cam quý là chúng ta đã quá may mắn rồi đó. Đừng nói năng sằng bậy. Đúng vậy, tất cả quần thần quanh nhà vua khi nãy đều trầm trồ rằng đức vua rất yêu mến hai người mới ban quả cam quý như vậy. Dương Kiện, cậu thì hiểu gì chứ? Nhà vua ban cam cho chúng ta chẳng khác nào bảo chúng ta vẫn là đứa trẻ chưa đến tuổi để bàn việc nước. Quốc Toản, quả không hổ danh người là Hoài Văn Hầu, thông minh xuất chúng.
Đúng vậy, nhà vua bảo tôi gửi các cậu cam quý và nhắn hãy về chăm chỉ học hành, đợi lớn sẽ cùng nhà vua hợp bàn việc nước. Người còn dặn nhớ về ăn cam thật nhiều để cao lớn trưởng thành. Trần Quốc Toản, quả cam quý vua ban, sao cậu, cậu có thể bóp nát chứ? Quốc Toản, mặc dù hôm nay không được gặp nhà vua, nhưng được người ban cam quý là vinh hạnh của chúng ta rồi. Cậu đừng có cả giận mất hung, lại phạm tội khi quân. Nhà vua đã coi ta như trẻ con, đã không được nhà vua cho phép tham dự vào việc quốc gia đại sự. Vậy thì tự ta đây sẽ khởi binh đánh giặc, đuổi sạch bóng quân Nguyên Mông sang xâm lược đại việt ta. Quốc Toản, Quốc Toản, nhìn xem quả cam vua ban trên tay cậu đã thành cái gì thế này. Thôi Văn Kiện và Trần Quốc Toản, hai người hãy mau về đi. Đức vua đang hợp bàn chuyện quân cơ đánh giặc, sẽ không thể gặp được đâu. Đừng để chuyện quả cam đức vua ban tặng bị bóp nát thế này loan ra, tôi sợ lên thành chuyện lớn. Muốn chiêu mộ binh sĩ, trước tiên phải là một lá cờ thể hiện ý chí bất khuất, quyết tâm đánh đuổi quân thù. Làm sao để có thể khơi gợi tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc của dân chúng? Phá cường địch, báo hoàn ân, chính là sáu chữ này. Vừa xúc tích, lại vừa bao hàm đầy đủ ý tứ mà ta muốn nói. Nghe đồn Trần Quốc Toản dựng cờ chiêu mộ binh mã đánh giặc Nguyên Mông đó. Chúng ta hãy mau gia nhập đội quân dưới trướng cậu ấy, đem sức trai ra chiến đấu, bảo vệ đất nước. Đúng vậy, chúng ta thân là Nam Nhi, lúc nước nhà lâm nguy, sao có thể khoanh tay ngồi yên được cơ chứ? Nhà tôi còn bao nhiêu gạo đều mang đến đây ủng hộ binh sĩ đánh giặc. Nhà tôi cũng vậy đấy, chỉ dám ăn ngô khoai, còn gạo để dành nuôi quân. Đúng thế, tất cả mọi người đều một lòng hướng về kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Tôi xin thay mặt toàn thể anh em binh sĩ cảm ơn tấm lòng thơm thảo của bà con. Tháng 1 năm 1285, nhà Nguyên huy động 50 vạn quân, chia làm 3 đạo quân tiến đánh Đại Việt. Thôi chết rồi, ta đã rơi vào bẫy của quân địch, chạy mau. Mặt non chuyệt thế kia mà cũng đòi đứng đầu đội quân, lại còn lá cờ phá cường địch báo hoàng ân nữa chứ. Đại Việt hết tướng tài rồi hay sao mà lại cử một tên nhãi nhép ra đây chặn đường ta cược chứ? Đừng có nhiều lời làm gì. Hôm nay nơi đây sẽ là chỗ chôn thay cho bè lũ xâm lược các ngươi. Tất cả xông lên, giết hết bọn chúng, không để cho một tên nào chạy thoát. Super! Những chiến thắng lớn sau đó của quân đội nhà Trần như trận Hàm Tử, Dương Dương, Tây Kết đều có phần đóng góp không nhỏ của Trần Quốc Toản. Trong một lần truy đuổi quân giặc, Trần Quốc Toản đã hy sinh anh dũng khi chỉ mới tròn 18 tuổi. Vua Trần Nhân Tông vô cùng thương tiếc, truy tặng Trần Quốc Toản tước Hoài Văn Vương. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!